đêm 25 và sáng 26 tháng 2, Hà Nội đón 174 người Việt Nam trở về từ Daegu, Hàn Quốc, sau đó đưa về khu cách ly tập trung ở thị xã Sơn Tây. Thông tin từ Bộ Tư lệnh Quân khu Thủ đô, đêm qua đơn vị đón 102 người, hôm nay thêm 72 người. Do Daegu là tâm dịch COVID-19 của Hàn Quốc, nên tất cả những người trở về được kiểm tra sức khỏe, cách ly tập trung tại một trường quân sự ở Sơn Tây. Bộ Tư lệnh Quân khu Thủ đô chuẩn bị cơ sở cách ly tập trung người đi từ vùng có dịch về Việt Nam. Ảnh, Chủ Nguyễn. Thống kê của Sở Y tế Hà Nội, đến 12 giờ 30 phút ngày 26 tháng 2, thành phố chưa ghi nhận trường hợp nào dương tính với nCoV. Hiện 3 trường hợp nghi nhiễm được cách ly, theo dõi chặt chẽ. 6 người phải cách ly tập trung tại Bệnh viện Công an thành phố và trường quân sự tại Sơn Tây khoảng 250. Ngoài ra, gần 350 người tiếp tục được giám sát y tế cho tiếp xúc gần với người nghi mắc bệnh hoặc đến từ vùng có dịch. Phun thuốc khử trùng tại khu cách ly của Bộ Tư lệnh Quân khu Thủ đô. Ảnh, Chủ Nguyễn. Trước đó, Bộ Tư lệnh Thủ đô đã chuẩn bị sẵn sàng địa điểm, cơ sở vật chất để tổ chức cách ly nếu dịch lan rộng. Đơn vị này đã tổ chức khảo sát và chọn hai địa điểm để lập bệnh viện dã chiến là thị trấn Xuân Mai và thị xã Sơn Tây. Quy mô mỗi bệnh viện 150 giường bệnh, với 120 cán bộ, nhân viên. Cơ sở hạ tầng có thể tận dụng tại địa điểm lập bệnh viện hoặc dựng nhà bạc tùy theo tình huống cụ thể. Ngoài ra, Sở Y tế Hà Nội cho biết đã khảo sát và dự kiến đề xuất thành phố trưng dụng một cơ sở dân sự, trường Đại học Thành Đô tại Hoài Đức, rộng 9,7 hectare, có thể lập 500-700 giường bệnh, đảm bảo khu hậu cần cho hoạt động của bệnh viện dã chiến. Trường hợp diễn biến dịch bùng phát mạnh, thành phố sẽ tiếp tục lập bệnh viện dã chiến 1.000 giường tại huyện Mê Linh. Hàn Quốc hôm nay công bố thêm 169 trường hợp dương tính nCoV, đưa tổng số ca nhiễm bệnh tại nước này lên 1.146, cao thứ hai thế giới, sau Trung Quốc đại lục. Khoảng 80% ca nhiễm được xác nhận đến từ hai cụm dịch là chi nhánh của giáo phái Tân Thiên Địa tại thành phố Daegu và bệnh viện D5 ở quận Gyeongju, tỉnh Bắc Gyeongsang. Võ Hải Les, Lớp S, Oi.